Buổi diễn cuối cùng khác lạ của nghệ sĩ Anh Vũ. Thưa quý vị và các bạn, không ai nghĩ đó là xuất diễn cuối cùng của nghệ sĩ hài Anh Vũ. Tất cả chúng tôi khi nhớ lại đều bàng hoàng rơi nước mắt. Quý Bình, Kha Ly, hai trong số những nghệ sĩ chứng kiến và diễn chung lần cuối cùng Anh Vũ nói. Quý Bình đã không thể giữ bình tĩnh khi kể cho chúng tôi nghe xuất diễn cuối cùng của Anh Vũ trước lúc qua đời. Đó là buổi diễn ở Hương Vị Tình Yêu của đoàn kịch nói dân Nam Thúy Uyển, đơn vị mời Anh Vũ và các nghệ sĩ qua Mỹ lưu diễn lần này tại California, Mỹ vào tối 31 tháng 3 giờ Mỹ. Anh Vũ diễn duyên dáng hài hước trong sự cổ vũ từ khán giả. Chúng tôi đi chung và tập luyện cùng nhau 5 ngày qua. Tất cả những buổi diễn anh Vũ luôn nghiêm túc và rất dễ thương. Anh luôn cười đùa và tạo tiếng cười cho mọi người. Anh cực kỳ vô tư và dễ thương. Ngày 31 tháng 3 theo giờ Mỹ, chúng tôi có hai suất diễn buổi trưa và tối. Đó cũng là hai suất đầu tiên trong chuyến lưu diễn lần này, Quý Bình kể. Anh tiếp tục câu chuyện sau một hồi xúc động. Khi diễn xuất đầu tiên khoảng từ 13 giờ đến 18 giờ xong, anh Vũ nói với tôi rằng: "Mới xuất đầu tiên mà khán giả đã máu lửa ghê, chắc xuất hai còn máu hơn nữa." Rồi đến xuất tối, mọi người đều nói rằng anh Vũ hôm nay diễn hồn nhiên, tung tăng như một đứa trẻ. Anh diễn một cách vô tư lự, như quên hết mọi sự xung quanh. Ngay khi nhận ra thông tin anh ra đi, những người chứng kiến anh diễn xuất cuối cùng đều hết sức bàng hoàng. Họ nói với tôi rằng suất cuối cùng anh Vũ diễn khác lạ lắm. Không như ngày thường, bởi từ thần thái đến cách nói, cách diễn như một đứa con nít. Về phương diện sức khỏe, theo tôi, anh cũng không có biểu hiện gì là mệt mỏi. Bản thân tôi đúng là cảm nhận suất diễn cuối cùng của anh ấy như trẻ thơ, diễn rất lạ. Diễn viên ca sĩ Kha Ly. Cảnh sát bao vây khu vực nhà nơi anh mất. Là người cùng chung chuyến lưu diễn nhưng Kha Ly và các nghệ sĩ đi cùng như Quý Bình, Minh Luân, Thanh Duy, Chí Quang không ở chung. Sau các suất diễn, nghệ sĩ người về nhà người quen, người ở lại khách sạn. Kha Ly kể, thông tin ban đầu chúng tôi nhận được là anh Vũ ngủ rồi qua đời tại nhà một người bạn. Sau khi nhận tin thì chúng tôi chạy qua chỗ nhà bạn anh, nhưng đến nơi cảnh sát đã phong tỏa và không cho ai vào. Thi thể anh đã được đưa về nhà xác để điều tra thêm. Bạn bè không ai có thể vào được vì cảnh sát đang điều tra để làm rõ hơn cái chết. Ngay cả bạn thân nhất của anh cũng không được vào thăm. Hiện chỉ có người nhà mới có thể liên lạc làm việc cùng cảnh sát. Kha Ly cũng cho biết thêm, trong hai suất diễn kịch tại California, Mỹ và trong suốt hành trình diễn chung với anh Vũ, vẫn luôn bình thường và không thấy biểu hiện gì. Anh còn hứa với Kha Ly sẽ đến ủng hộ ra mắt album vào ngày 5 tháng 4 tại Mỹ. Nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Mọi người đều đau xót khi anh đã ra đi. Kha Ly xúc động. Từ Mỹ, những nghệ sĩ là bạn thân của anh Vũ cũng bàng hoàng. Bức Tiến nói, tôi không thể tin là anh Vũ đã qua đời và cứ gọi đi gọi lại để kiểm tra thông tin sự thật hay không. Vừa buồn vừa đau và sốc. Đức Tiến cũng kêu gọi mọi người nhanh chóng liên lạc cùng gia đình anh Vũ để làm việc với phía Mỹ. Ca sĩ Hàn Thái Tú dù đang sống tại Mỹ cũng không thể tin được và anh cứ nói với bạn bè, không tin, mọi người đừng gạt Tú nữa. Hàn Thái Tú là một người em cực kỳ thân cùng anh Vũ. Nghệ sĩ hài anh Vũ mất đột ngột tại Mỹ. Diễn viên điện ảnh Chí Quang vừa thông tin, nghệ sĩ hài anh Vũ đã đột ngột mất tại Mỹ tối 1 tháng 4 theo giờ địa phương tại quận Cam, tiểu bang California. Chúng tôi có mặt trong chuyến lưu diễn tại Mỹ với vở kịch Hương Vị Tình Yêu theo lời mời của đoàn kịch dân Nam Thúy Uyển. Hôm qua diễn hai suất, anh ấy diễn rất duyên dáng, đem lại tiếng cười và được khán giả kiều bào cổ vũ. Thế nhưng sau hai suất diễn, anh về nhà người quen ở quận Cam ngủ. Thì sáng nay, người bạn thân ngủ chung phòng phát hiện anh ấy đã chết trên giường, người bị tím tái. Chúng tôi được người nhà báo tin chạy đến nơi thì cảnh sát Mỹ đã phong tỏa hiện trường điều tra về cái chết của anh ấy. Diễn viên điện ảnh Chí Quang cho biết trong xúc động. MC Thanh Tùng, người dẫn chương trình show diễn này kể, chuyến lưu diễn đợt này mọi người trong đoàn nhận ra sức khỏe của anh Vũ kém đi hẳn. Anh Vũ xuống sắc thấy rõ, hay quên lời thoại, nói chuyện lắp bắp. Tôi có hỏi lý do thì anh Vũ cho biết do uống thuốc ngủ quá nhiều, hứa từ nay về sau không dùng thuốc ngủ nữa. Không ngờ sau hai suất diễn thì anh Vũ đã ra đi đột ngột trong sự đau xót của bạn bè, đồng nghiệp. Nghệ sĩ hài anh Vũ sinh ngày 28 tháng 7 năm 1972. Anh đã từng là phó giám đốc sân khấu kịch Kim Châu, cơ sở 3 của sân khấu kịch Phú Nhuận. Anh là con thứ 5 sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có 7 anh chị em. Cha là công nhân, mẹ bán trái cây.
Thuở nhỏ, do điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn, anh Vũ sớm bươn chải kiếm tiền phụ giúp, sinh hoạt gia đình. 19 tuổi đi phụ bán cà phê, 20 tuổi quấn tóc phụ hồ sơn cửa. Năm 2000, nghệ sĩ hài anh Vũ mắc bệnh ung thư đại tràng và điều trị tại bệnh viện Chợ Giấy. Khi phát hiện ra, bệnh đã bắt đầu di căn đến gốc gan, anh được điều trị bệnh trong 19 năm qua. Nghệ sĩ hài anh Vũ được yêu thích qua vai má mì trong phim Nhựa Gái Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Trong chương trình Gala Cười, anh đã đạt giải liên tiếp trong 3 năm liền do VTV3 tổ chức. Anh Vũ đã từng tâm sự, bác sĩ nói chỉ cần tế bào ung thư di căn đến gan chắc chắn tôi sẽ chết. Tôi vẫn nhớ như in những ngày điều trị tại bệnh viện, tôi thực sự suy sụp khủng hoảng. Tôi nghĩ mình mới 30 tuổi, chết thế này trẻ quá. Hơn nữa, tôi đang là người phải gánh vác gia đình, nếu tôi chết đi, ai sẽ lo cho ba má, ai sẽ lo kinh tế cho gia đình. Càng nghĩ tôi càng đau khổ, tuyệt vọng. Khi cận kề cái chết, người ta mới thấy yêu cuộc sống tới mức nào. Tôi tâm niệm luôn vui cười rồi may mắn sẽ đến. Ông trời đóng cánh cửa này sẽ mở ra một cánh cửa khác cho mình. 19 năm qua, anh Vũ đã chống chọi với căn bệnh ung thư. Có thể cái chết đột ngột của anh do căn bệnh này tái phát. Nghệ sĩ Hồng Vân kêu gọi chung tay giúp đỡ mang thi thể anh Vũ về nước. Sau khi tiết lộ việc gia đình anh Vũ chỉ đủ khả năng mang hài cốt của anh về nước, nghệ sĩ Hồng Vân đã kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng nhằm đưa người em thân thiết trở về quê hương. Vốn thân nhau như ruột thịt, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã rất bàng hoàng khi nhận được hung tin anh Vũ qua đời vào sáng nay. Tuy nhiên, cố gắng vượt qua cảm xúc rối bời, bà bầu sân khấu kịch Hồng Vân tiết lộ rằng tình hình kinh tế hiện nay của gia đình nam diễn viên hài chỉ có thể mang hài cốt của anh về nước do chi phí đưa xác về là rất cao. Chính vì thế, chị đã kêu gọi cộng đồng mạng và những ai quan tâm chung tay giúp đỡ anh Vũ trở về quê hương trong trọn vẹn hình hài thông qua tài khoản cá nhân. Anh Vũ của chị biết tin em mất từ lúc 5 giờ sáng nhưng đến bây giờ chị cũng chưa khỏi bàng hoàng. Chị em chúng mình gần như ruột thịt, em đã bên cạnh chị suốt bao nhiêu năm qua. Sự ra đi của em quá đột ngột với chị và biết bao nhiêu là khán giả của em trên khắp mọi nơi. Hồng Vân viết trên mạng xã hội Facebook. Gia đình của anh Vũ và bạn bè, đồng nghiệp rất muốn mang thi thể của anh Vũ về Việt Nam nhưng hiện lực bất tòng tâm. Nếu cố gắng lắm thì cũng chỉ có thể mang hài cốt của em về thôi. Đến cuối đời mà anh Vũ vẫn phải tha phương, không được ở quê hương xứ sở thì tội quá. Cho nên Vân muốn cùng khán giả và bạn bè đồng nghiệp chung tay giúp em lần cuối để em được về quê mẹ và cũng là để chúng ta gặp mặt em lần cuối này. Trả lời phỏng vấn báo chí, Minh Nhí cho biết chi phí đưa thi thể của anh Vũ về Việt Nam là khoảng 30.000 đến 40.000 USD, khoảng 900 triệu đồng. Còn nếu hỏa táng bên đó và đem cho cốt về, hết khoảng 10.000, khoảng 220 triệu đồng. Theo những thông tin được công bố, sau hai xuất diễn vào tối ngày 1 tháng 4, anh Vũ về nhà, người quen ở quận Cam, tiểu bang California, Mỹ ngủ. Rạng sáng hôm sau do không nghe được tiếng ngáy, cho nên người bạn thân của anh đi tới kiểm tra thì phát hiện anh đã mất trên giường, người tím tái. Cảnh sát Mỹ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra về nguyên nhân tử vong. Sự ra đi đột ngột của anh Vũ đã khiến cho nhiều khán giả và đồng nghiệp choáng váng. Thậm chí, không ít người còn hoài nghi liệu đây có phải là trò đùa cá tháng tư hay không. Nữ diễn viên Kali, người báo tin đầu tiên về Việt Nam viết trên mạng xã hội: anh Vũ mới hôm qua còn khỏe mạnh diễn chung với tụi em, mà sao hôm nay anh đã ra đi đột ngột như vậy? Tụi em không tin được là anh đã thực sự ra đi. Ở Việt Nam giờ này ai có thể liên lạc được với gia đình anh Vũ, xin hãy thông báo tin này đến gia đình anh Vũ giúp nhé. Chúng tôi đang cần liên hệ gấp với gia đình anh Vũ. Phương Thanh, Kiều Oanh, Lê Giang, Quý Bình cũng đã chia sẻ sự tiếc nuối của mình trên mạng xã hội. Thank you.
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.